Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, là mùa của những yêu thương. Và chúng ta hãy dành cho người yêu thương của mình những lời tốt đẹp nhất thông qua những lời ca tiếng hát. Anh không trách gì đâu, có dần anh trách đời riêng anh. Ngoài những ca khúc xuân, tiểu phẩm hài kịch, chúng ta sẽ còn gặp gỡ nghệ sĩ Thanh Thủy, cùng lắng nghe những chia sẻ của cô trong năm vừa qua. Tính gần tới 10 năm sau, khi về sân khấu Edicap, lúc đó là vừa diễn và vừa dựng luôn. Chúng ta cùng đón xem tập 8, chương trình Mùa Xuân cùng truyền hình Vĩnh Long sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 5 tháng 3 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.